Kim Tuyến là cái tên quen thuộc với màn ảnh truyền hình qua rất nhiều vai diễn ấn tượng. Gần đây nhất là trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân hợp tác với Hàn Quốc, chiếu trên kênh VTV3. Sau phim Cát Nóng của đạo diễn Lê Hoàng, Hàng Ngũ Với Hồn Ma là bộ phim điện ảnh thứ hai của diễn viên Kim Tuyến. Cô đã được nhiều khán giả biết đến vào năm 2006 khi cô đạt giải nhì trong cuộc thi Phụ Nữ Thế Kỷ 21. Kim Tuyến lập gia đình vào năm 19 tuổi khi cô đang là sinh viên trường đại học RMIT. Cô đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Nữ diễn viên từng chia sẻ, bố mẹ của hai bên là bạn bè nên chuyện tình với chồng cũ đến rất là nhẹ nhàng. Hơn nữa, gia đình của cô quan niệm, chứa con gái trong nhà là như chứa bom nổ chậm. Vì thế mà Kim Tuyến đã kết hôn để bố mẹ cô yên tâm. Cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ sau 2 năm chung sống. Kim Tuyến trở thành bà mẹ đơn thân đến tận bây giờ. Hiện nay cô đã tập trung phát triển sự nghiệp của mình và dành mọi sự quan tâm cho cô con gái đầu lòng tên là Khánh Ngọc. Mặc dù có một người đàn ông rất tốt bên cạnh cô suốt 6 năm nay, nhưng nữ diễn viên chưa tính đến chuyện sẽ kết hôn. Con gái Kim Tuyến hiện nay đã 9 tuổi, Khánh Ngọc rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Kim Tuyến từng dính scandal là người thứ ba với nam diễn viên Huy Khánh cách đây rất nhiều năm. Kim Tuyến đã có người yêu nhưng lại chưa sẵn sàng để tái hôn. Anh chàng này hơn Kim Tuyến 5 tuổi. Cô cho biết đây là một người đàn ông mà luôn khiến cô vui tươi và hạnh phúc, vì cô mà luôn làm những điều khiến cô vui vẻ. Yêu nhau đã lâu nhưng cô và anh cũng đã trải qua những lần tan hợp, hiểu được giá trị của tình yêu. Dù không đẹp trai, nhưng cô luôn thấy anh là người rất tuyệt vời.